Là một người yêu thích và sưu tập những chiếc đồng hồ côn cổ treo tường thì chắc chắn rằng những chiếc đồng hồ Odo là cái món đồ mà các bác ưa chuộng nhất, đúng không ạ? Bởi vì đây là một trong những cái thương hiệu có thể nói là đầu tiên của ngành đồng hồ côn cổ treo tường và cũng là một trong những cái thương hiệu nổi tiếng hàng đầu trên toàn thế giới. Cái lý do vì sao thương hiệu này nổi tiếng thì các bác hẳn cũng đã biết rồi. Đó là bởi vì cái phần âm thanh tiếng chuông mà những chiếc đồng hồ này có thể mang lại, đúng không ạ? Rất là hay. Và trên đây ngày hôm nay Vang Vọng sẽ giới thiệu và giao lưu cùng với các bác. Đó là một chiếc đồng hồ Odo thuộc đời 57 và đây là một chiếc 578. Chơi được âm thanh của bản nhạc Westminster trên nền gông đồng. Thưa các bác, em xin nhấn mạnh là gông đồng các bác ạ. Bởi vì những chiếc đồng hồ Odo mà sở hữu bộ côn đồng thì gần như là ít có. Đa phần các bác sẽ được gặp thấy những chiếc đồng hồ Odo chơi trên nền gông thép hoặc là nửa thép nửa đồng. Nhưng mà với một chiếc đồng hồ chơi lên được toàn bộ bản nhạc Westminster và tiếng chuông điểm giờ trên nền côn đồng thì cực kỳ là đặc biệt. Rồi, khảo sát qua một chút về toàn bộ thiết kế thùng thì đây là một cái dáng thùng rất là quen thuộc của đời 57 luôn, đúng không ạ? Các bác yêu thích những cái chiếc đồng hồ với kiểu dáng thùng cổ kính thì đây sẽ là một lựa chọn hết sức phù hợp. Từ cái phần màu gỗ này cho tới thiết kế thùng khá là mềm mại tại cả hai bên. Chỉ chạm trổ duy nhất một những cái đường nét ở phía trên đỉnh mái đây ôm lấy cái phần phía dưới. Trung tâm đồng hồ cũng rất là quen thuộc của đời 57 với một phần mặt số hình chữ nhật niềng sáng ở xung quanh. Logo thương hiệu Odo tại chính giữa. Đó, một phần logo rất là mềm mại của đời 57 và tên bản nhạc VZ Table xung quanh. Kế đó thì phía dưới số 6 sẽ có dòng chữ Made in France, khẳng định chiếc đồng hồ từ đất nước Pháp. Và đặc biệt hơn nữa khi chiếc đồng hồ còn đầy đủ đó là ba phần khuyên vành lộ cót rất là sáng màu trên cái nền tâm mặt số trắng bạc này. Rất là nổi bật, đúng không các bác? Những chi tiết nhỏ nhưng mà vô cùng giá trị. Rồi, đó là phía bên trên. Tiếp theo xuống phần bên dưới để các bác có thể nhìn qua thì đây là một ô cửa ngoài. Một ô cửa được tráng gương thưa các bác, tráng gương toàn bộ phần viền, cùng với đó là hình ảnh của một đôi cánh phía trên. Và các bác cũng có cảm tưởng như em đúng không ạ? Như là một phần trang sách đang được mở sang hai bên vậy. Rất đẹp. Và cũng có thể là một phần cánh bướm tương đồng với phần dáng thùng phía bên ngoài. Đó. Rất là nhiều ý nghĩa ở trên bộ kính. Và đương nhiên rồi, trung tâm của bộ kính sẽ là một phần quả lắc. Và đương nhiên, lắc bắt quái thì các bác sẽ chỉ có thể thấy được ở trên đời 57 hoặc là đời 62 của thương hiệu Odo thôi ạ. Một đời lắc phải nói rằng vừa mang lại cái vẻ đẹp mà vừa mang lại rất là nhiều cái giá trị và ý nghĩa trong phong thủy, đúng không các bác? Rất là hoàn hảo luôn. Các cái chi tiết sáng này càng trở nên nổi bật hơn trên cái nền gỗ, đúng không các bác? Từ phần kính trang gương này, mặt số, niềng sáng rất là nổi bật. Cứ ngỡ như là đây là một thiết kế để làm tôn lên vẻ đẹp của những cái chi tiết sáng này vậy ạ. Em xin được phép tiến vào bên trong luôn. Trước hết quay qua phần cánh thì các bác có thể thấy đây, các cái phần nẹp gỗ rồi nẹp kính dưới nó còn đầy đủ ạ. Đó, phần kính được tráng gương và bao bọc rất là bền với thời gian luôn. Rất là đảm bảo và chắc chắn. Mặt lắc bắt quái đây. Gần như không có một cái vết xước nào và đặc biệt hơn nữa khi chiếc đồng hồ chúng ta sẽ treo ở phía trên cao thì càng giúp chúng ta có thể thấy được rằng cái phần lắc bắt quái này thu hút đến cỡ nào. Ốc bắt chống tường tại cả hai bên rồi combo quà tặng từ đồng hồ Vang Vọng đều còn đầy đủ. Và em đang quay qua đây chính là bộ côn đồng mà chiếc đồng hồ 57 này sở hữu. Kế đó thì sẽ có hai phần cần gạt. Đây sẽ là phần cần để khóa đầu vồ với hai dòng chữ stop tại cả hai bên. Khi bác kéo hai cái cần này sang hai bên thì tiếng chuông sẽ tạm dừng bởi cơ chế khóa cái phần đầu vồ phía bên trên lại. Đó, em xin được phép thực luôn đây ạ. Đây, kéo sang này thì đầu vồ sẽ ngửa ra và khi em mở lại, đó, các cái đầu vồ sẽ hoạt động lại bình thường. Rất là tinh tế luôn. Kế đó thì phần mặt số bên trên, em xin được phép quay trực tiếp một lần nữa. Rất đẹp. Chiếc đồng hồ sẽ sở hữu cho mình đó là củ gông 101 mà các bác đang nhìn ngay đây. Và bộ 5 thanh côn đồng em vừa quay qua rồi. Các bác thường gọi đời 57 sẽ là đời máy vắt vồ vuông. Thì đây các bác ạ, máy sẽ được vát tại phần vách máy sau. Và đương nhiên rồi, bộ vồ sẽ là bộ vồ vuông nguyên bản. Các bác đang nhìn đây. Ốc bắt chống máy cũng còn đầy đủ luôn. Đó. Mọi chi tiết trên chiếc đồng hồ đều nguyên bản và còn rất là đẹp. Vách máy các bác nhìn qua đây ạ, vách máy vàng rồi trục thép này. Các cái chi tiết đồng bánh răng bên trong cũng vậy. Sau đây thì em xin được phép thử luôn âm thanh tiếng chuông gửi tới các bác.
thật đúng là bộ côn đồng đúng không các bác? Nó mang lại một cái độ ngân cực kỳ cao. Giữa những cái lần là điểm nhạc em đã cố tình dừng lại để các bác có thể cảm nhận được cái độ ngân vang của những thanh côn đồng. Rất là đặc biệt, khác biệt hoàn toàn với bộ cung thép đúng không ạ? Các bác lưu ý giúp em thêm một chút nữa là cái phần mã số em dán ở phía bên ngoài cánh thùng đây sẽ là mã số sản phẩm. Khi các bác thông báo cái phần mã số này với đồng hồ vang vọng thì em sẽ xác định được đây sẽ là chiếc đồng hồ Odo 57 và sẽ có thể tư vấn trực tiếp tới các bác. Chứ đây cũng không phải là cái phần giá giao lưu. Quay tổng quan lại thêm một lần nữa toàn bộ cái phần thùng thiết kế này để các bác có được một cái nhìn rõ nét nhất về một chiếc đồng hồ Odo 57 của đất nước Pháp. Các bác muốn sở hữu chiếc đồng hồ thì xin hãy liên hệ trực tiếp với đồng hồ vang vọng theo số điện thoại 0912011947 để được bên vang vọng tư vấn. Và các bác cũng có thể đồng thời xem thêm các sản phẩm khác tại trang web vangvọng.com. Ở trên đó thì em có cập nhật tất cả các cái sản phẩm để các bác có thể cùng em giao lưu cái niềm đam mê về đồng hồ côn cổ treo tường. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video từ đồng hồ vang vọng.